Văn Thanh. Văn Thanh. Văn Thanh. Ngay sau chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 Qatar trong trận bán kết giải vô địch bóng đá U23 châu Á, Công đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank đã quyết định thưởng nóng 1 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam. Đại diện ban lãnh đạo Vietinbank cho biết, số tiền 1 tỷ đồng sẽ được chuyển ngay cho U23 Việt Nam khi đội bóng về nước. Đây là thông điệp ý nghĩa của hệ thống Vietinbank gửi tới đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam với lời chúc mừng và lời cầu mong chiến thắng trong trận chung kết vào ngày 27 tháng 1 tới. Tại vòng chung kết giải U23 châu Á, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã vượt qua bảng đấu tử thần gồm Hàn Quốc, Australia và Syria. Tại vòng tứ kết, trải qua 120 phút thi đấu và loạt luân lưu 11m căng thẳng, U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Iraq để có mặt ở vòng bán kết. Ở trận bán kết vừa kết thúc vào chiều ngày 23 tháng 1, U23 Việt Nam tiếp tục thi đấu xuất sắc và làm nên lịch sử khi đánh bại U23 Qatar trên chấm 11m để giành quyền vào chơi trận chung kết giải U23 châu Á. Chiến thắng của U23 Việt Nam đã mang lại niềm tự hào cho đất nước và niềm vui tột cùng cho người hâm mộ cả nước, viết nên trang sử mới cho bóng đá Việt Nam. Với trận thắng lịch sử này, U23 Việt Nam là đại diện Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử có mặt trong một trận chung kết một giải đấu tầm châu lục. Đây không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam mà còn là niềm tự hào của người hâm mộ cả khu vực Đông Nam Á. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.